Với xin chào mọi người, trước mắt mình đây là dòng loa kéo Bass 5 tấc 2 chép. Và ngày hôm nay mình sẽ giải quyết cho mọi người 3 vấn đề. Vấn đề đầu tiên là nên mua loa kéo 4 tấc hay 5 tấc và nó phù hợp ở những điều kiện như thế nào. Và vấn đề thứ hai là có hai luồng ý kiến. Là có một luồng ý kiến như thế này: loa kéo là phải cần từ khủng, côn khủng, cái gì nội thất nó cũng khủng thì nó mới hay. Có đúng như vậy không? Thì ngày hôm nay mình sẽ đi sâu chia sẻ về những vấn đề đó. Và vấn đề thứ ba, đây là dòng loa kéo Beats BT6910. Đây, thì mình có mở mặt lưới cho mọi người nè. Đấy, thì phần cuối video mình sẽ khui ruột dòng loa này ra. Khui ruột thực tế dòng loa này ra cho mọi người xem và test thử âm thanh cho mọi người nghe nhé. Vâng, và bắt đầu. Vấn đề đầu tiên là nên mua loa kéo 4 tấc hay 5 tấc và nó phù hợp với những điều kiện như thế nào. 4 tấc thì đường kính bass của nó là 38 cm, không phải 40 như chúng ta thường nghĩ. Còn 5 tấc là đường kính bass của nó là 45 cm, không đúng là 50 như chúng ta thường nghĩ. Vì những cái loa bass này nó sản xuất theo đơn vị của nước Anh. Đó, nước Anh là một trong những nước cội nguồn của ngành loa. Đấy, ví dụ như loa Marshall hoặc loa Tannoy chẳng hạn. Đấy, thì nó sản xuất theo đơn vị của in. Đấy, loa 4 tấc theo kinh nghiệm của mình nó có thể phù hợp cả trong không gian nhà và không gian ngoài trời luôn. Còn loa kéo 5 tấc thì mình thấy nó chỉ phù hợp ở không gian ngoài trời thôi. Còn vô không gian trong nhà nó sẽ có những cái yếu điểm như sau mọi người nè. Yếu điểm thứ nhất, micro dễ hú. Yếu điểm thứ hai, mọi người nghe tiếng này không? Tiếng này là tiếng rất nhiều loa kéo hầu như là chưa có giải quyết được, chưa giải quyết được đối với những cái loa kéo công suất lớn mọi người. Khi chép lớn nó bị tiếng xì nhỏ. Nếu chúng ta thưởng thức nhạc, chúng ta nghe nhạc ở không gian trong nhà thì nó sẽ bị cái tiếng xì xì đó, chúng ta nghe chúng ta khó chịu. Cái thứ ba là khi chúng ta karaoke ở không gian kín như vậy thì tiếng nó sẽ hơi bị ù. Nếu chúng ta muốn hát chúng ta vẫn có thể chỉnh được, nhưng nó sẽ không phát huy tốt bằng những loa 3 tấc hoặc là 4 tấc. 4 tấc thì nó trong nhà thì nó cũng hơi lớn đấy, nhưng mà có thể chấp nhận được. Nhưng loa 5 tấc thì mình thấy chỉ phù hợp chơi tiệc ở ngoài trời thôi. Đó, nhưng mà phải là những nơi ngoài trời không gian thoáng nha. Chứ còn những nơi mà ồn đông đúc mọi người quá thì chúng ta cũng không nên sử dụng loa kéo công suất lớn như thế này, nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Đấy. Nhưng loa kéo 5 tấc thì tại sao vẫn có rất nhiều người mua? Vì những lý do như sau. Lý do thứ nhất đó là hầu như những loa 5 tấc mà mình từng test, những cái mic nó đều cực kỳ hát cực kỳ nhẹ hơn so với loa 4 tấc. Cái mic nó nhẹ hơn là cái vấn đề thứ nhất nha. Cái thứ hai đó là nó có thể phát đưa ra được một tiếng súp, nó mềm hơn cái tiếng của loa 4 tấc nhiều. Tại vì cái lợi thế của nó là đường kính loa bass này mọi người nè, nó lớn hơn và nó có thể đánh được những cái tần số nó sâu hơn, nó thấp hơn. Đấy, còn những loa 4 tấc thì nó khó đánh được ở những tần số đó. Rồi, mình sẽ test thử cho mọi người nghe thử một khúc, nghe mọi người nghe thử cái tiếng súp thử nha. Những cái loa 5 tấc nó đánh được như thế nào nếu mọi người đã nghe những loa 4 tấc nha. Rồi, mình sẽ thử cho mọi người nghe. Mình đang kết nối nè mọi người nè. Loa này là loa BT6910, mình đang kết nối Bluetooth mọi người nè. Tên Bluetooth của nó cũng là Bluetooth luôn. Thử một khúc nha, bài dựng khoảng 20 giây thôi. Bắt đầu. Trời. Xin lỗi mọi người, có người gọi. Tí mình sẽ gọi. Những cái tiếng súp là những cái tiếng nó cực kỳ mềm và sâu mà chúng ta nghe chỉ được một xíu nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi. Đó, cái tiếng đó là nó hơn ở những loa 4 tấc ở cái khúc đó đó mọi người. Đấy, rồi xong vấn đề thứ nhất. Giải quyết vấn đề thứ hai cho mọi người là sau khi mình review và khui ruột rất là nhiều loa kéo 4 tấc, có 5 tấc cũng có luôn, thì có một luồng ý kiến chung như sau. Loa kéo này bass 5 tấc nhưng mà lại cái từ nó còn thua cả cái loa bass 3 tấc nhà tôi nữa. Đấy, đúng mà. Thì cái này mình chia sẻ quan điểm thôi. Những cái loa thùng bass 3 tấc có thể từ và cô nó lớn, và mình cũng có coi những cái loa thùng khui ruột, những cái loa thùng mọi người. Thùng 4 tấc thôi nhưng mà từ là 220, cô là cô 100 luôn. Trời, rất là lớn như vậy. Nhưng mà loa kéo thì nó có phù hợp hay không? Theo mọi người nó có phù hợp hay không? Hãy bình luận thử bên dưới nhé. Thì theo những cái loa kéo mà mình từng khui ra thì từ nó thường khoảng 165 hoặc 170 thôi. Đó, và côn nó khoảng 56 hoặc 65 thôi.
Vì sao? Thì cũng có nhiều luồng ý kiến cho rằng như sau. Thứ nhất là cái bo mạch nó không thể đánh được cái từ đó và cái côn đó. Cái bo mạch, cái công suất đó không, những cái lo mạch, bo mạch của lo kéo thì nó không có đánh được những cái từ đó và cái côn đấy. Nó không có tương thích với nhau, nó không có hợp với nhau. Cái thứ hai là theo mọi người đây, một cái bình của nó chỉ là 12V, 20 Ah thôi. Ví dụ nha, hồi bữa mình có khui một cái, mọi người đợi xíu nha. Đây là lo Brosin W18C này mọi người. Bình của nó chỉ là 12V, 20 Ah. Đây cũng là những cái bình thông dụng. Và bình ở sau cái lo này cũng vậy mọi người nè. Thì mình đã khui ra rồi đó, tí mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây, đấy cái bình này nó cũng là 12V, 20 Ah thôi. Thì tính ra thì 12 nhân với 20 là 240W thôi mọi người. Nếu mà ví dụ như cái bình 240W nó thực hiện đúng công suất 100% hết luôn á, thì nếu mà cái loa đúng công suất hàng của nó 240W thì nó chỉ đánh đúng được mọi người đúng 1 tiếng thôi. Nếu mọi người biết một chút về vật lý thì sẽ hiểu được cái vấn đề này. Đấy, một vấn đề thực tế đó mọi người, có rất nhiều hãng loa, điều này cũng bình thường thôi, cả những hãng loa lớn hoặc là những hãng loa nhỏ có tên tuổi hoặc không có tên tuổi cũng vậy luôn. Loa 4 tấc, loa 5 tấc, loa 4 tấc đôi đều sử dụng chung một cái bo mạch. Đấy, nhưng mà tại sao khi cùng một cái bo mạch như vậy nhưng mà cái công suất phát ra nó lại khác nhau? Lý do nằm ở đây mọi người, lý do nằm ở cái bát và cái chép của cái loa. Ví dụ nha, mình ví dụ như vậy mọi người sẽ hình tượng nó thực tế hơn. Cùng là mình trong ba trường hợp khác nhau, trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3. Đấy, trường hợp 1 là cô gái 4 tấc. Cô gái 4 của loa 4 tấc đấy là rất là nặng, độ nhạy nó không cao nên là mình bưng cô gái này rất là mệt. Đấy, nhưng trường hợp của loa 5 tấc là độ nhạy nó cao hơn. Cái loa này nó nhạy hơn nên là cô gái này nhẹ hơn chút, mình bưng khỏe hơn một chút. Cùng là mình nhé. Còn trường hợp cuối cùng là cái loa 4 tấc đôi thì độ nhạy của hai cái loa này nó tốt hơn nên mình bưng một cách rất là nhẹ nhàng. Cùng là mình, nhưng mà trong ba trường hợp khác nhau thì mình bưng 4 tấc đôi nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, nên là các cái công suất phát ra cũng như cái độ to âm thanh phát ra nó khác nhau nên chúng ta cảm nhận như vậy. Một ví dụ nữa cho mọi người xem nhé. Thì mình có coi rất là nhiều cái video của những cái chú kỳ cựu ở ngành âm thanh, ngành audio của Việt Nam mình. Ví dụ như chú Cương Audio Lai Châu chẳng hạn. Chú có test những cái âm ly công suất có 5W, 10W, 20W, 30W thôi. Nhưng mà vô, nghĩa là công suất của cái bo mạch rất là nhỏ luôn, nhưng mà vô những cái loa, những cái loa độ nhạy rất là cao và rất là xịn, thì công suất bo mạch nhỏ nhưng mà vô những cái loa xịn như vậy thì nó vẫn đánh ra ào ào, nhạc vẫn rất là hay, bass chép ra vẫn rất là đầy đủ. Đấy, thì mình cũng xin chia sẻ đó cho mọi người nha. Và phần thứ tư này thì mình sẽ khui ruột loa này cho mọi người xem thử cái linh kiện như thế nào nhé. Bắt đầu. Sau khi mà đã khui ruột ra mọi người nè, đây loa này nó cái gỗ nó màu đỏ rất là lạ. Hồi nãy mình khui mấy con ốc ra thấy đã đỏ đỏ là không biết cái gỗ nào, thì mọi người có kinh nghiệm có thể chia sẻ cho mình nha. Đây là từ 190. Đây còn côn thì mình chưa có đo. Từ là 190cm đây mọi người nè. Đấy, thì đó là hình thức thôi, cũng không quá quan trọng đâu. Quan trọng nhất là độ tương thích giữa những cái thiết bị trong đây. Thì nhà sản xuất họ có kiến thức về kỹ thuật rất là am hiểu thì họ sẽ có cách tính toán làm sao cho nó phù hợp nhất nha. Quan trọng hơn vẫn là cái màn bass này nữa mọi người nè. Đấy, màn bass như thế nào. Đây, màn bass mọi người nè. Rồi, đây là loa chép mọi người. Chép đây. Cái này mình đo cái từ của nó là 90. Cái này mình đo của cái từ của nó là 80cm. Và cái côn đó mọi người, cái côn của loa thì người ta thường nói là loa chép 450 hoặc là loa chép 350 hoặc là loa chép 250. Thì người ta nói về cái côn loa chứ không phải là nói về cái từ của loa đâu. Nhưng mà mình khi mình tìm hiểu một số hãng lớn mọi người, một số hãng loa thương hiệu nước ngoài á, thương hiệu của phương Tây á, thì có một cái như sau nha. Loa chép 350 á thì cái côn của nó là 34.4mm chứ không có tròn 350 đâu. Hoặc là ví dụ như loa 250 đi thì cái côn của nó là 24.4mm. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho mọi người nghe khi mà mình khui ruột ra nó sẽ như thế nào nhé. Loa kéo mọi người, nếu mà tiếng bass chúng ta để dưới nhà thì nó sẽ chắc hơn, uy lực hơn. Nhưng
cái lo chép đó là nguyên lý lo bass, mọi người, nó sẽ đánh vòng xuống bánh đều căn nhà. Nhưng cái lo chép á, mọi người để ý khi chúng ta đi ra sau cái lo thì chúng ta nghe lo chép rất là tệ, nhưng mà chúng ta tới trước cái lo thì chúng ta nghe lo chép nó tốt hơn, tại vì cái lo chép nó đánh theo một hướng, còn lo bass nó đánh trải rộng trải đều. Đó là tùy vào cái tính chất của tùy mỗi dãy tần số nhé. Bây giờ mình đã mở ra thì nó mất đi độ cộng hưởng rồi, nhưng mà mọi người có thể nghe thử nha, cùng cái bài hồi nãy mình mở nè. Giận mà thương, ok, chỉ một khúc là mọi người cảm nhận được rồi. Mọi người hãy nhớ đeo tai nghe vào nhé. Và phần cuối là mình đã karaoke với một anh đẹp trai, thì mọi người có thể tham khảo nhé. Đấy, và loa này là loa Best BT6910, giá hiện tại tại cửa hàng Gula bên mình là 7.900.000 đồng. Còn nếu mà đối với chiếc loa mà mình đã khui như thế này rồi thì nó mất zin rồi, mình vẫn bảo hành cho mọi người bình thường, tại vì bên mình đã trao đổi với bên hãng rồi, vẫn bảo hành cho mọi người bình thường. Mình lấy cái này mình trưng bày đó thì giá sẽ mềm hơn, và mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới nha. Đấy, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người có những thắc mắc gì có thể bình luận bên dưới, hoặc là trao đổi Zalo với mình bên góc bên phải nhé, hoặc số điện thoại. Vâng, chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ xong ca bài Tình Đơn Phương qua loa này. Nhiều lần ngập muốn nói tiếng yêu đương, sao không thành công, sợ rằng đường về không có xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trong nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lắng. Ngàn đêm từ ngàn muôn ánh sáng, dịu dàng mong anh em xinh như cành hoa đào. Tình Đơn Phương, chúng ta có thể chỉnh để hát ít thú và hát vừa giọng của ta nhé.